Dự án Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, tên gọi gốc là Nếu Một Ngày. Xuất phát điểm của Nếu Một Ngày là vì một câu chuyện cá nhân. 2 năm trước mình có một cái cơ hội được đi qua Nhật để học về phim, thì mình có gặp một bạn nữ, mình cảm mến bạn đó. Nó cũng gần giống như cái câu chuyện của phim này. Khi mà mình quay trở lại Việt Nam, mình đã tìm cách rủ rê tất cả mọi người. Trong ekip lúc đó là đạo diễn Cao Thiên Nhi với lại Nhất Phương. Mình đang ngỏ lời là ê, hay là mình làm một cái phim đầu tay ở bên Nhật đi. Mình và Nhi chấp nhận tham gia cái dự án này với Tân là vì Tân có một ý định nó rất là đẹp. Người Việt Nam mình biết về văn hóa Nhật nó nhiều hơn là cái khối lượng người Nhật biết về văn hóa Việt Nam. Tân muốn thông qua dự án này để kéo gần lại cái khoảng cách giữa hai bên. Đó là một trong những cái lý do mà làm cho tụi mình cảm thấy bị thuyết phục. Ekip này là ekip hoàn toàn mới, và nên một ý tưởng rất là lạ, theo kiểu là làm một bộ phim Việt Nam điện ảnh mà lại quay toàn bộ ở nước ngoài. Thì để người ta bỏ tiền cho mình thì mình phải cùng nhau làm được một cái gì đó. Cả nhóm mới nói là mình phải thật sự bắt tay vô làm một cái demo. Tụi mình lên đường đi là vào tháng 1 năm 2017. Tụi mình đi 5 người và mỗi người tự bỏ tiền túi ra để góp vào kinh phí cho chuyến đi. Sau khi thị trấn họ xem cái bản demo thì họ đã đồng ý tài trợ cho bộ phim của mình. Và đó cũng chính là tấm vé đầu tiên. Thì vừa về đến Việt Nam thì tụi mình đã quyết định có một cái nhóm mà thành phần cốt lõi, thì gồm có 9 người là những người mà đóng góp rất là quan trọng cho cái sự ra đời của bộ phim này. Khi về tới Việt Nam lên được cái demo đi xin tài trợ thì cái khó khăn lúc đó mới thật sự mở ra trước mắt. Ví dụ như có 30 công ty làm phim thì tụi mình đã tìm tới hết cả 30 cánh cửa và đa phần đều là những lời từ chối và thậm chí là những cuộc điện thoại cắt ngang giữa chừng. Nhưng mà chính vì những cái điều đó thì càng thôi thúc bản thân riêng Nhi á, thì càng phải cố gắng làm và chứng minh cho mọi người thấy được là team này sẽ làm được và cái dự án này nó có điểm sáng. Lúc đó bọn mình đã họp với nhau và đã cùng nói với nhau là bây giờ phải tìm cách để tìm được cái nguồn tiền lành mạnh cho phim. Bây giờ mình sẽ đăng bài về dự án của mình lên trên mạng xã hội, tức là crowdfunding trong thời bấy giờ. Vì tụi mình gọi một cái nguồn vốn đó trong một khoảng thời gian quá ngắn thì nó không có đạt được cái số tiền mà tụi mình cần, cho nên là cái việc crowdfunding nó thất bại. Nhưng mà thông qua đó thì tụi mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và biết được là có rất nhiều người cũng có niềm tin như tụi mình vào cái chuyện tụi mình đang làm. Có một cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cái hành trình làm phim này là phim đã có một lần phải tuyên bố dừng lại và hủy bỏ dự án. Tụi mình nhận được một cái hung tin rất là bất ngờ là cả đoàn bị rớt visa đi Nhật. Vào thời điểm đó cũng chưa có được cái nguồn đầu tư chính yếu cho dự án. Riêng cảm xúc của Trang thôi thì lúc đó là hầu hết là thất vọng nhưng mà cũng gọi là chấp nhận. Niềm tin thì có đó, nhưng mà thực tế thì nó làm cho tụi mình nhận ra là mọi thứ gần như là sụp đổ rồi. Cú sụp đổ lớn nhất trong tuổi trẻ của mình. Giống như là mình ở giữa cái tàu mà ở giữa biển mà trong giông bão, mà mình vẫn luôn có cảm giác là chưa còn trâu chừng 10 mấy mét nữa là bờ rồi. Thì thật sự là cái lúc mà dự án dừng lại, cái người không cam tâm nhất là mình và Nhi. Tụi mình thấy được là công sức của ít nhất là với những bạn cốt lõi đã tham gia với tụi mình ngay từ đầu, nó làm cho tụi mình cảm thấy không yên và vẫn muốn gọi là bằng mọi giá, bằng hết sức thử cố thêm một lần nữa thử xem là rồi mọi chuyện nó sẽ về đâu. Sau một đêm mình nhận được cuộc gọi của Nhi và Nhất Phương, mọi người gọi mình lên văn phòng và mọi người thông báo mình một cái quyết định, đó chính là bộ phim sẽ chạy lại. Thì thời điểm đó mình gần như không có niềm tin lắm, tại vì đêm trước mình đã chấp nhận cái chuyện mà bộ phim sẽ dừng lại rồi. Khi mà mọi người hỏi là Công bây giờ là anh muốn tiếp tục hay anh dừng lại, thì câu trả lời của mình luôn luôn là tiếp tục. Tại vì nếu mà không ai trả lời là tiếp tục cả thì nó sẽ phải dừng lại. Và bản thân Nhi nghĩ lúc đó là mọi chuyện xảy ra nó đều luôn có lý do của nó hết. Cái chuyện mà có một cái biến cố nào dẫn tới là nó đang ngầm đưa cho mình một cái thông điệp nào đó khác, khiến mình phải tìm một cái đường đi nào đó khác tại thời điểm đó thôi. Khi mà mình nhìn cái vấn đề ở một cái mặt khác của nó thì rõ ràng mình thấy nó sáng hơn và nó có nhiều lối đi hơn. Cái bước ngoặt đó nó diễn ra thì mọi thứ nó được chuẩn bị một cách ráo riết hơn và kỹ càng hơn, và lúc nào tụi mình không có quyền để sai thêm lần nữa. Cho nên là sau mọi nỗ lực thì cuối cùng là cái việc đi Nhật để quay phim nó cũng đã diễn ra. 37 ngày mọi người ở cùng nhau, từ việc ăn cùng nhau, vệ sinh cá nhân cũng cùng nhau, mọi người phải xếp hàng tại vì chỉ có 1-2 toilet thôi. Thì cái điều đó là cái điều mà anh Đào cảm thấy là thích thú nhất ở trong cái hành trình này, đó là mình có được cái sự tương tác và nó làm cho mình cảm thấy là mình nên mở lòng mình hơn, tại vì xung quanh mình sẽ có rất là nhiều người không bao giờ để cho mình bơ vơ. Lúc đầu mình gọi dự án này là dự án từ thiện,
Nó là cái dự án mà tất cả mọi người cùng bỏ công bỏ sức mà không muốn lấy lại một cái gì cả. Nhưng mà sau này rồi mới thấy thực sự cái đó không gọi là từ thiện nữa, mà đó chính là tâm huyết của mọi người. Vì vậy nên mình hy vọng bộ phim này sẽ được mọi người đón nhận, vì nó là một đứa con tinh thần của một ekip. Mình mong là khán giả sẽ tìm được một cái sự đồng cảm ở một khoảnh khắc nào đó trong bộ phim này. Thì Sơn hy vọng rằng là bộ phim này sẽ được khán giả đón nhận yêu thương về một bộ phim của những người trẻ làm phim. Đối với mình thì đây là bộ phim mình cảm thấy thành công về nội lực và tinh thần của mình và ekip của mình. Không thể nào quên được những kỷ niệm xung quanh với mọi người. Và khi mọi người xem cái bộ phim này xong á, mọi người cũng sẽ giống như Kiệt là sẽ nghĩ về mình đã từng có một cái khoảng tuổi trẻ, một cái thời thanh xuân đẹp như thế nào á. Đây là một dự án mình tham gia với tất cả nhiệt huyết của mình, với tất cả đam mê mình có được. Bộ phim này với mình là cũng là một phần của tuổi trẻ, trải nghiệm trong cuộc sống. Hy vọng mọi người sẽ được đón nhận một cái món ăn tinh thần rất là bổ ích. Nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng phải thừa nhận là nhờ cái phim này thì tụi mình mới biết được là vẫn có một số lượng rất lớn mọi người tin tưởng vào điện ảnh Việt Nam và yêu thương và ủng hộ những người Việt trẻ làm phim. Well, I myself is still young in Japanese film industries, but even younger than me, the whole team was younger than me. So the first, I was really surprised to see the team, but they were very good. So I could see the future of the Vietnamese film industries will be growing.